mồ côi trên người đầy thương tích, lão già cô đơn nghĩ suy đôi lúc rồi mở rộng lòng nhân mang về chăm sóc lòng rộn vui như vừa cứu mồ côi. Yeah.
tay non trẻ ai bắt hồi nuôi sống. Lòng lão già cũng trở nên trống rỗng, cảm xúc dâng tràn chưa còn đáng phải mồ côi. Đường về dẫu mấy xa xôi, hò mai đi nhớ mày, con coi quay về. Bóng di cư gợi quy quân là thương mong đừng xác